quay trở lại với kênh của cửa hàng Phú Hương tiếp tục ha. Đây là video clip thứ hai trong ngày 20 tháng 7 2019 sau cái video clip 7 cái máy cửa ha. Thì em sẽ lên tiếp cho anh em là 6 cái máy bơm nước nha. Đấy, thì bơm nước thì hỏng dài cũng khá là lâu rồi mới lên ha. Gần cả tháng rồi mới lên một cái lô bơm nước nữa cho anh em ha. Nhưng mà phải tuyển nha, tuyển máy cho nó đẹp rồi mới lên. Thì trong cái lô này nó chỉ có được 6 con thôi nhưng mà chất lượng ok, máy đẹp ha. Đấy. Rồi đây là bảng phong hằng ha, anh em nào có nhu cầu liên hệ thì check qua cái bảng này ha. Đáng lẽ là em gom cái máy bơm với máy cưa vô một lô luôn, nhưng mà có nhiều anh em ý kiến với em là làm vậy thì khó coi ha, khó coi tại vì phải đọc kỹ, không biết cái lô đó là lô cưa là chủ yếu hay chủ đạo hay là lô bơm nước là chủ đạo. Do đó là thôi lên riêng từng video luôn ha, cho nó dễ ha. Rồi đây là một cho tới 6 máy bơm ha. Chỉ có con duy nhất số 6 là 4 thì ha, còn 5 con còn lại là động cơ 2 kỳ hết. Thì đây là dòng máy bơm xách tay ha, nó chỉ khoảng đâu đó khoảng 4 đến 5 kg đổ lại. Thì rất là phù hợp cho anh em nào mà mua về mùa mưa nè, bơm nước mưa, nước thải, nước giếng, nước gì đủ thứ kiểu, hoặc là tưới tiêu các kiểu đó. Thì đáp ứng rất là ok, thì nó sẽ ok hơn là cái dòng máy bơm điện. Tại vì mình không cần phải kéo dây điện, có thể xách đi tới bất kỳ chỗ nào, miễn là có xăng, miễn có nước là mình bơm ha. Rồi đầu tiên là cái con số 1, con này là Mitsubishi ha. Cái con này thì cái tem để cho vui thôi, anh em đừng có quan trọng cái tem. Cái tem nó không phải là 231, nó cũng là Mitsubishi nhưng mà nó là cái thằng Mitsubishi T130 ha. Đây là cái con Mitsubishi T130 chứ không phải là TL231 ha. Tại vì nó bị bắt cái tem rồi nên là dán cái tem 231 vô nhìn cho nó lịch sự thôi. Thì đây là cái con duy nhất trong cái lô này là xài bình xăng trên. Thì giá của nó là 1,2 triệu. Thì bình xăng trên thì nó sẽ dễ xài, rất là dễ xài, khỏi bơm vú bơm hay là gì hết trơn. Chỉ cần châm xăng vô, xăng bên trên chảy xuống rồi giật máy lên chạy khoát xong ha. Máy thì cũng rất là đẹp luôn ha, sạch sẽ đó, không có dơ ha. Máy đã vệ sinh, đã dọn rồi, sạch sẽ cho anh em ha. Đó, chứ không phải là như mấy chỗ khác mà cầm cái máy lên là bụi bám rồi nhớt nhau rồi cầm vô đâu có dám gờ cái tay vô. Còn đây là anh em gờ hở máy luôn, máy bên em dọn rất là sạch ha. Đấy. Ốc mát rồi này kia rất là sáng. Con này thì giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm cho anh em là dễ, cực kỳ chơi luôn. Là 1,2 triệu ha. Đấy, T130 Mitsubishi ha. Đó, máy Mitsubishi mà giá chỉ có 1,2 triệu thôi nha nè. Hút là máy hơi bơm này là hút cũng dữ tợn lắm ha. Đây nước vô, đây nước ra ha, xài ống bơm 4 ly. Đó. Thì đây là cái dòng máy mà phải nói là rẻ, rẻ nhất trong cái phân khúc ha. Đấy, xài cũng rất là ok nha ha. Nếu anh em nào xài tưới rẫy, tưới vườn hoặc là mua để dự phòng thôi, để trong nhà dự phòng cháy chữa cháy đồ này kia vẫn ok nha. Đó, thì con này là giá 1,2 triệu Mitsubishi nha nè nha. Lốc nhôm rất là đẹp nha, nguyên cái ốp nhôm của nó nè, hình thức rất là đẹp, có khóa xăng ở đây luôn ha. Rồi kế tiếp là cái con số 2, con này là Rubin nha. Con này thì bình xăng dưới rồi nha. Con này thì cũng đây là một cái con máy là gọi là hàng thánh rồi đó ha, tương đương với mấy cái máy cưa hàng thánh Echo Shinowa rồi đó. Tức là dòng máy bơm mà xách tay đó, thì cái con này là gọi là phổ biến nhất trên thị trường ha, là rất là nhiều anh em xài Rubin 25 đó. Thì con này có giá là 1,6 triệu ha. Đó, thì nó cũng xài ống 34 hết thôi đó, tự hút ha, mình chỉ cần châm nước vô là nó tự hút lên, công tắc nó nằm ở đây. Giá 1,6 triệu, máy rất là đẹp nha. Đó, bình xăng cũng còn rất là trắng đó, giá 1,6 triệu. Đây là ga ha, đây là chỉnh ra anti nè, đây vú bơm, đây gió ha. Đấy, thì bình xăng dưới thì trước khi xài thì mình bóp cái chú bơm lên cho nó hút xăng lên, kéo e lên, giật máy chạy, kéo xuống là chạy bình thường. Ở đây thì ga thôi nha. Đó, còn đây là van xả nước nè, đây nước vô, đây nước ra. Rồi kế tiếp là con số 3, con này là rất là đẹp nha, con này cực kỳ đẹp, đẹp tuyệt vời luôn á ha. Con này là Cosin ha, Cosin, con này thì cũng là Cosin 25, tức là nó bằng cái công suất với thằng Rubin này, nhưng mà nó là cái hương hiệu của thằng Cosin đó. Thì cái hương hiệu Cosin này là cái hương hiệu chuyên về bơm nước luôn ha, tức là mấy cái bơm này là của tập đoàn Cosin sản xuất hết nè anh em, thấy không đó, cái bơm nè, cái phần bơm là của tập đoàn Cosin sản xuất hết. Còn cái máy này là nó xài cái động cơ của Cosin luôn, như vậy là cái máy này rất là đồng bộ ha, vừa động cơ vừa bơm là của Cosin hết. Thì giá nó 1,6 triệu. Riêng con này thì em đánh giá rất là đẹp, màu sắc tươi tái ha, tươi tắn ha, rất là đẹp, màu cam ha. Đó, bình xăng dưới luôn đó, chế le đỏ ha. Đó, hình thức nó cũng y chang vậy, y chang như cái con Rubin bên đây. Thì tùy anh em nào thích cái dòng Rubin hay là Cosin, hoặc là anh em thích cái màu nó sáng sủa hay là màu nó ngầu, màu đen rồi này kia đó, thì mình lấy ha. Thì công suất nó như nhau thôi, nó bằng nhau hết nha.
từ động cơ cho tới phần bơm luôn. Hai con bằng giá 1.6 triệu ha. Rồi kế tiếp con này lớn hơn nè, con này là Cosin nữa nè đó, con này Cosin nữa nè, cũng là Cosin nữa nhưng mà máy nó lớn hơn. Thì máy này 25cc thì máy này nó tới 26cc nha anh ha. Thì nồng nó là 34 ly, kết cấu thì nhìn nó cũng cập cộm hơn, nó bự hơn, với lại cái phần đế của nó làm như nguyên một cái mâm vậy đó. Thì cái con này nếu mà để nói về cái độ ổn định, cái độ mà chạy mà chống rung chạy êm đồ này kia đó, thì con này nó cao cấp hơn ha. Thì con này có giá là 1.7 triệu, nó mắc hơn có 100.000 thôi ha. Thì cái con này nó còn cái là cái năm sản xuất của nó còn để đây luôn nè anh em, 2013 ha, 2013 26cc tháng 12 năm 2013 ha. Mà máy Nhật rồi em biết rồi, máy Nhật mà giờ mới từ 23 giờ 2019 tuyệt vời luôn ha. Đấy, con này có giá 1.7 triệu anh em ha, chạy dữ tợn lắm. Con này máy nó là máy 26cc 1.7 triệu. Kế tiếp là con số 5 này là cũng là 26cc đó nè, mà còn dữ hơn nữa đó. Thì cái máy này là máy Cosin, còn cái máy này là máy chính xác là Mitsubishi TU26 luôn ha. Thì cái con này là cái dòng Mitsubishi, thì cái con số 5 này với cái con số 1 này là chung một hãng nè, đều là hãng Mitsubishi nè. Nhưng mà cái con này, cái động cơ của con này giá trị hơn cái con số 1 cực kỳ nhiều luôn. Tại vì cái máy này là nó mắc, cái máy số 5 này nó mắc hơn cái 2 triệu là nó mắc hơn cái động cơ này. Cái động cơ này mắc tiền đó, cái động cơ này động cơ TU26 ha. Đấy, này nó mắc tiền hơn ở phần động cơ thôi nè, TU26 ha đó. Còn về cái phần bơm thì nó cũng xài cái bơm nó giống như cái thằng Cosin thôi. Để đây là cái thông số đó nè, vừa 115 lít một phút đó, cột áp 35m ha, 25x25, nhưng mà thường mình xài cái răng ngoài là xài ống 34 hết đó. Anh em nào mà cuồng, mà cái dòng Mitsubishi mà TU26, nhiều khi nhiều anh em hả mua cái bơm này về tháo cái bơm rồi bỏ lấy cái động cơ luôn à. Cũng có trường hợp anh em mua vậy luôn ha. Đấy, thì đây là cái thằng TU26 Mitsubishi ha, hái đanh bơm nè ha. Chuyên gia gặp nó ghi chữ hái đanh bơm đó. Rồi con này giá 2 triệu ha. Kế tiếp là con số 6, con này là duy nhất trong cái lô này hôm nay. Con này là lò động cơ 4 kỳ, mà con này rất là đẹp nha. Con này màu vàng chanh ha, vàng chanh rất là đẹp nha đó. Con này 4 kỳ, động cơ 4 kỳ, Michelin da băng. Thông số thì nó cũng giống như mấy thằng khác thôi, nó chỉ khác cái phần động cơ thôi, chứ cái bơm nó hầu như là em đánh giá là như nhau. Cái đế của cái con Robin này nó giống với con Cosin này nè, chạy rất là đầm nha. Đế mâm nha, đế mâm thì nó sẽ nặng hơn khoảng vài trăm gram so với mấy cái đế mà đế hai chân này nè, nhưng mà nó sẽ chạy nó đầm hơn nha anh em. Thì thường mấy cái đế mâm này là chỉ những cái dòng bơm cao cấp thì nó mới xài, nó mới trang bị cái này, tại vì nội cái phần kim loại này không á là nó tốn biết bao nhiêu tiền nhôm hết trong đó rồi, đúng không? Đấy, cái lắp máy nè, con này thì là Rubin 25 tương đương với 1.2 HP, Martin da băng. Con này giá 2.5 triệu nha anh em nha. Anh em nào mà thích chạy nhiều á, anh em nào mà chạy nhiều hoặc là anh em nào có điều kiện kinh tế thì nên lấy cái động cơ 4 kỳ thì chạy nó ít hao xăng hơn, tiếng ồn nó hấp hơn, nó như xe máy mình vậy thôi, chứ đổ xăng vô là chạy rồi lâu hay nhớt nó vậy đó ha. Để chạy thì đương nhiên động cơ 4 kỳ thì nó sẽ ít hao xăng hơn rồi, nếu mà anh em chạy nhiều thì tính ra nó ngợi hơn ha. Chứ còn mà anh em lâu mới chạy thì tính ra, nếu mà lâu mới chạy hoặc là thỉnh thoảng mới xài đó, thì cứ lấy hàng 2 kỳ cho nó rẻ ha. Còn nếu mà anh em nào xài nhiều, chạy nhiều, bữa nào cũng tưới nhiều vài tiếng hồ thì nên lấy 4 kỳ, thì là về lâu về dài nó ít hao xăng hơn, tính ra nó ít hao xăng hơn rất là nhiều ha. Đấy, thì con này giá nó là 2.5 triệu, máy rất là đẹp nha ha. Rồi vậy là em qua được 6 cái bơm ha. Anh em coi có ưng được con nào thì cứ liên hệ theo cái bảng công hàng bên em, rồi bên em sẽ chốt máy cho anh em ha. Rồi kế tiếp em sẽ lên cái máy cắt cỏ đang rửa, vẫn chưa xong ha. Rồi cảm ơn anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo ha. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hương cũng như cập nhật những mẫu máy về heo nhà hãng ha. Rồi chào anh em.